Dạ, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Dương Khải ạ. Thưa cô chú anh chị, hôm nay là Khải đứng tại chùa Phước An, huyện thuộc xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Là ngôi chùa hôm rồi có một cái vụ cháy ngay trong cái chánh điện của chùa đó cô chú anh chị, nhưng mà được sự kịp thời của công an huyện và nhân các Phật tử cùng ở xung quanh chùa để dập tắt kịp thời cái đám cháy, không để cho lây lan ra thêm nữa. Nhưng tuy gần như dập tắt kịp thời nhưng mà cũng có hư hao một số hạng mục của chùa cô chú anh chị. Dạ, xin Khải chia sẻ cho cô chú anh chị xem nha. Dạ, xin mời cô chú anh chị vào chùa để xem ạ. Dạ, đây là ngôi chùa là ở Phước An, trên địa bàn xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cho chúng chị. Dạ, hồi sáng nay là chùa đã cháy, cho nên là phải qua chia sẻ cho cô chú anh chị xem cháy trong cái hầm là đựng dầu với nhang, là các phòng cháy chữa cháy của huyện đã đến chữa cháy xong, người còn chờ để nguội lại để xịt thêm một lần nữa để cho an toàn á, rồi mới hãy rút quân về đó của chú chị. Hiện nay cháy giờ vẫn còn khói nữa. Cháy ngay trong cái chánh điện luôn, giờ đường dây gã xuống hết trơn rồi. Nguyên nhân cháy thì công an đang làm rõ nha. Đó, xoay sát cho cô chú anh chị xem. Dạ, đây là những cái mảnh vỡ rơi là cháy sức nóng quá trời nóng luôn á, rớt ba cái gạch dán nè. Giờ các tượng Phật dưới này là đem ra hết rồi cô chú chị. Là tượng Phật này là hồi nãy các sư đây thì định đem xuống sửa sang lại. Mình giờ không dám vô sát trong, còn gớt lây gai ba gớt gạch xuống hoài luôn đó. Bình dầu là nó để cái tủ đây, con lên con đẩy thì nó quay trở lên đó, là khoảng hơn 6 giờ rồi thì nó cũng chưa phát cháy nữa. Rồi nó nói con đẩy dầu rồi con chở xuống dưới mới ăn sáng. Ăn sáng thì nó hồi lấy quay cũng gần 7 giờ rồi nó đi lên, không biết chuyện gì. Nó mới nói cháy rồi, cháy chùa. Thì cái cô Phật tử cô sách giao đi ngang đây, cổ tận đi ra làm cỏ. Dạ. Cô nói thầy ơi, cháy trên chánh điện rồi, thì biết chứ cô mới múc muỗng cháy rồi chạy lên cúp cầu giao thì lớn mình nói. Dạ. Thì nói chánh điện thì vừa chạy vừa cúp thì vừa dòm mình là thấy nó ầm ngọn lửa lớn lắm. Thầy thấy cái này là biết ngọn lửa nhiều lắm mà. Gạt gớt hết trơn luôn. Thành nó ầm ầm ầm. Nó tôn à mọi người. Thì
mấy cô mấy chúm nhau lao lên thì chúm ta chạy, ta dắt bình chữa lửa nó chạy lên cũng mười mấy cái bình gì bắn vô nó cũng không dập được. Lúc đó là cháy lớn rồi. Bắn vô nó cũng. Có khi đúng không? Nó cháy hết ba cái nguyên liệu ở trong nó hết, bắt đầu nó mới yếu trở lại. Thì đó. Mấy tắt cho nó đàn. Nó cháy hết đồ nguyên liệu. Dư ở trong là dầu nữa, thường thử ra là cháy dữ nữa, cháy nào hết mấy là dầu hết cháy nhang rồi dầu cháy không mà bên đó là cũng mười mấy cọc đèn ly cả này đó. Yeah. Rồi bên kia thì một chồng ghế mình tụng kinh. Yeah. Rồi ba ghế mũ ha, ghế mũ bởi cháy dữ cái tụng kinh đó. Mấy cái tụng kinh mấy cái tấm thảm cũng có ra 20 cái tấm thảm. Yeah. Mấy cô đồ cháy không nọ phía bên kia, nhưng mà nó do nó dầu thì mình để tới nay. Dạ. Thành ra con nghĩ là nó không phải sự cố đây mà sự cố hay cái ổ thì thành ra nó bắt qua dầu. Còn bóng đèn đó thì mình không có bắt gì chứ, tắt bình thường tắt không có sử dụng, rồi đèn không có ăn đồ cũng tắt, nhưng mà cái đường điện cái trong cái xuôi là chắc nó sẽ cố đâu như đây là nó bắt ra đây. Chứ nếu bên này thì nó cũng bắt qua này kịp. Yeah. Yeah. Vậy là nó chắc ở trong cái này luôn rồi đó cô. Dạ chắc ngay trong cái này luôn, ngay chỗ này. Rồi trong đây có dầu. Tới bên này có dầu bắt lên. Về trong này nó ở trong trọng đồ cháy không mà đồ còn đồ cháy nào là mấy miếng ngồi tụng kinh cũng cháy, thảm cũng cháy, ghế mũ rồi dầu rồi nhang nữa. Thành thử ra đồ cháy không. Đồ cháy nó dữ như. Thì không lại mà sao mà cháy được đó. Chùa nào cũng là đồ cúng nhang đèn đồ. Đúng rồi, để trong cấp này không là đây là cũng cái bài học. Nhưng mà lý đó. Do trong đây chỉ có một đường điện đi vô là bóng đèn thôi hả? Dạ, nếu mà thí dụ cái cốc lô đây cháy làm sao bắn vô đây? Do chắc nó chạm nó cháy đó, nó cháy cái cốc lô cháy mũ rồi bắt đầu nó nhiễu mũ xuống. Nó cũng rớt xuống chứ. Nó nhiễu mũ xuống là vô nhiễu luôn. Tại dầu đồ cũng để trong mà đâu có nào nằm đây đâu. Cũng có thảm có đồ, có thảm có và, đồ. Có như dầu cũng có chắc mười mấy thùng dầu là chắc lè ra tới đây rồi. Còn ngoài này một thùng. Mày mẹ này. Yeah. Đường sư cô nói cái tốc độ ở đây phải không? Mà có đường dẫn điện đi ngang. Đi điện đi ngang. Đường điện đi ngang đây. Nó phải là đường điện đi ngang đó. Vẫn có vô ống vuông như vậy đó. Ống nẹp vuông. Có vô ống vuông mà. Dạ. Chứ không phải là đi gợi. Nó nẹp hết. Mà cái tốc lô là cái tốc lô đó là nó bao nhiêu công tắc, nhiều ổ ghim chưa còn nhớ. Dạ, tiếp lô đó thì tiếp lô này là nó ổ ghim không chứ nó không có công tắc. Yeah. Ổ ghim nặng để mình ghim mọi. Yeah. Cái đèn này nè. Mà thời điểm nó mấy cái đèn còn đang cháy không? Có đèn hồi quang được không? Không có sử dụng đèn. Không có sử dụng gì hết. Rút ra trời, rút dây điện ra. Ủa gì sao cháy? Nhưng mà nè cô chú anh chị là cháy trong này nè, còn tối quá cái Phật trong này luôn. Cháy này khói lên hư hết trên các tượng Phật luôn. Đèn hào quang rồi cháy hết trên luôn. Mà cái tấp lô nó có cái chống giật không chưa? Có đó, có xe không, đẩy đó. Không, cái tấp lô lúc mà cháy có. Không có. Bởi vì từ chỗ không có chứ có nó nhảy thì đỡ. Đúng rồi. Nó có chú chị cháy là từ trên là gạch ngay cái đèn hào quang trở lên là gạch rớt xuống hết trơn luôn á, đen hết trơn luôn, đen hết trơn luôn á. Quá trời luôn. Đây là các máy móc của chùa rồi cũng hư hết trơn luôn à.
đen hết trơn luôn, tới trong tới giờ vô vẫn còn hôi nữa cô chú anh chị. Khói ra tới đen tới phía trước luôn, cái trần này cũng đen thui hết trơn luôn. Lần trước này thì cái bóng đèn này á thì là mình chân suốt luôn nè. Dạ. Cái bóng đèn nhỏ chỉ có đất này. Lúc đó là đang đóng cửa bình thường đó. Dạ không, cửa chùa bình thường. Mở rộng gì đó. Mở từ mấy năm nay. Cửa sổ cửa chùa cũng đi. Bữa đó có đốt nhang không hả sư cô? Bữa đó có đốt nhang không hả sư cô hả? Thì 4 giờ sư cô công phu tới cháy đó 7 giờ. Vậy là hết nhang rồi, tới nó hết nhang. Nhưng mà bằng sợ nhang là cái điêu Phật này. Dạ dạ. Thì không có liên quan gì tới những người. Nó xa xa lắm. Rồi đằng xa tổ rồi thì xa liên quan gì. Ảnh hưởng nhiều lắm á, thấy chứ ảnh hưởng nhiều lắm á. Đi lên đây phải kiểm tra lại cái đi rồi chắc ăn cơ thể kiểm tra lại an toàn. Cái nào mà không còn giữ được là mình phải khui ra làm không, nếu mà cháy thời gian khoảng 2 tiếng là chắc phải làm chút nóng lắm không an toàn. Cái này nhớ cô có lên thì cái dọn dẹp cẩn thận gạch đó nha, gạch ở trên nó giờ là đụng nhẹ là phải gớt hết trơn, gạch dán rồi, gạch dán á nguy hiểm. Đang gớt. Đang gớt nó nóng á. Bây giờ là không dám vô dọn, không dọn nữa. Sáng mấy cô mới dọn nó đổ nát. Rồi em vô hết rồi. Còn bây giờ thôi họ nói để yên gì đi rồi. Dư múc nước. Hôm rồi chữa cháy nên là nước nhiều lắm, tại vì phải xịt nước rất nhiều để cho mới dập đám cháy được. Dạ. Với trong đó có dầu lan ra nữa đó, có dầu lan ra. Thì nó cháy dầu thì tới trăm mấy chục lít luôn đó ha. Dạ, có 180 lít cho các đường. Dạ. Tại một can nó 2 lít rồi. Dạ. Dạ mà 15 thùng như một thùng nó chứa được 6 can. Dạ. Hôm nay cũng là rút kinh nghiệm, mốt chứ mình có thể để dầu ngoài được không, cái kho ngoài được. Bây giờ này, chứ đừng để cái kho đó là hợp lý để đồ cũng được mà không là nó an toàn, nó để trong đây là an toàn. Cái chuyện nhưng mà bây giờ cái đội chữa cháy nói khuyến cáo mình là tất cả các chùa bây giờ là không nên để những cái loại cháy ở trong chùa hoặc trong chỗ nào, phải làm cái kho để riêng, tắt giờ nó riêng, không cho điện. Khi nào mình cúng rồi thì mình cứ quanh cái lấy mang về đây mình chăm cúng. Yeah. Chứ để gì là chập điện thì tường mình thì nó không bắt cháy được nhanh rồi, nhưng mà nó mắc mấy cái đó. Yeah. Cho nên đây, mấy anh nói đây là cái bài học kêu gọi các chùa là không nên để nhang đèn chất cháy ở trong chùa hoặc trong nơi những nơi vị trí của mình, mà phải làm cho nó một cái kho riêng ở ngoài. Đúng rồi. Dạ, cái kho riêng là hay nhất á. Thì cái điện này nó chậm không có biết là giờ phút nào. Dạ. Do nó chậm nó không cháy bắt tường mình cháy được nhanh, nhưng mà nó bắt cháy những cái loại kia. Dạ. Dạ. Dạ, video khả năng cũng xin kết thúc nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn theo dõi ạ.